Thành Được xin kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể quý vị cùng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Thành Được. Ngày hôm nay, chiếc lò chiên không dầu Kipo, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, model KP-AF657 thuộc dòng lò chiên không dầu phân khúc cao cấp, dung tích 15 lít, 9 phụ kiện và 4 con ốc trục quay 360. Được gửi về cho anh Hoàng, người Anh ở Phủ Lý, Hà Lam, ngày 31 tháng 8 năm 2023. Và chiếc lò chiên không dầu Kipo KP-AF657 này thì được cam kết bảo hành cho anh chính hãng 12 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Và hết bảo hành thì được vẫn cam kết hỗ trợ bảo trì, thay thế, sửa chữa linh kiện, chọn đời máy. 31 tháng 8 năm 2023, anh Hoàng, địa chỉ 188 Biên Hòa, Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Hà Lam. Một người Anh mà chơi thân về Thành Được, hôm nay anh ủng hộ Thành Được một chiếc lò chiên không dầu. Và nếu như mọi người muốn một chiếc lò chiên không dầu mà bền thì chúng ta nên mua chiên và hấp tách biệt ra, không nên sử dụng lò chiên không dầu hơi nước. Nếu mà các bác có điều kiện kinh tế dùng 1-2 năm trải nghiệm thì là ok, dùng nồi chiên hơi nước thì không sao, nhưng mà để mà độ bền và độ an toàn thì chúng ta nên mua tách biệt ra hấp và chiên ra chiên. Vì bởi vì hệ thống chiên thì đều nằm ở phía trên nóc lò, nó mới ép được cái nhiệt đối lưu khí nóng ra phía e xuống, cho nên tất cả hệ thống điện cũng như dây nhiệt, dây mai so và cái bảng mạch điện tử nó sẽ nằm ở phía trên nóc nồi. Còn hệ thống nước nó lại nằm ở phía dưới và hơi nước khi đun nóng sẽ bốc lên trên phía cao. Thì những ai mà am hiểu về đồ điện, thiết bị điện tử điện lạnh thì các bác đều biết rồi, đồ điện rất là kỵ hơi ẩm, hơi nước. Mà đây là hơi nước nhiệt độ cao, áp suất lớn. Thì những cái bảng mạch điện tử ấy, thì không một bảng mạch điện tử nào có thể chịu được, kể cả những cái dây nhiệt mai so rồi dây đồng ở trong. Đa phần thì những cái chiếc lò chiên hơi nước ấy, kể cả hãng đắt tiền như Hygood hay là K-Line, U-Line hay bất kể một hãng nào, tất cả những dòng chiên hơi nước hàng Thành Được khẳng định luôn, những ai mà am hiểu về điện, điện tử điện lạnh, điện đa dụng và những bác thợ thì sẽ đều biết là đồ điện rất là kỵ hơi nước và cái độ bền cũng như tuổi thọ của máy nó sẽ không cao, cũng như là cái hiệu suất làm việc nó không ổn định. Để cho nên Thành Được khuyên mọi người lên sử dụng chiên ra chiên mà hấp ra hấp thì máy nó sẽ bền, nhiệt độ ổn định và các cái món chiên nướng nó sẽ ngon. Còn dùng nó hấp riêng thì hấp nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Thì như dùng loại hàng bên Thành Được thì trước khi gửi đi đều được tháo ra ghim điện để test máy. Và ngày hôm nay chiếc lò chiên của anh Hoàng cũng vậy, một người Anh chơi thân với Thành Được, anh cũng làm về mảng thiết bị điện tử hàng Nhật. Những hàng dòng lò chiên cao cấp này nhìn nó rất là sáng, nó khôn. Phụ kiện đi kèm theo lò chúng ta sẽ có đến 9 phụ kiện này, bao gồm một vỉ chiên mắt mau, sách hướng dẫn sử dụng nó trên ông dầu Kipo model KP-AF657 và cái bảo hành của hãng ấy, thì sẽ được hãng họ tích hợp luôn trong quyển sách này. Trung tâm bảo hành của Kipo ở địa chỉ km số 3 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, và điện thoại của kỹ thuật viên là 024 3554 3959. Trong cuốn sách này thì có cả hướng dẫn sử dụng này, rồi phiếu bảo hành và một số cái món ăn để mọi người tham khảo cách làm. Vỉ chiên, một vỉ chiên mắt mau này, một vỉ chiên thanh inox dày này, một tay dụng cụ lấy đồ, một trục quay 360 để sử dụng trên cái bộ trục quay 360, 10 cái quay xiên để sử dụng cho cái bộ lưỡng BBQ rau củ quả. Và trong này đã có sẵn 2 con ốc này. Tất cả Kipo thì họ cho đến 4 ốc inox. Lồng quay. Trong cái lồng quay này thì sẽ có những cái phụ kiện sau. Chúng ta sẽ mở cái này nắp ra. Một tay chống máy này. Cái bộ có 2 cái ghim để quay gà vịt nguyên con. Và 2 ghim này đã nắp sẵn 2 con ốc rồi. Và đây là 2 cái vỉ inox, 2 cái vỉ inox ở trong đây, để nắp với 10 cái que xin nướng.
dùng để nướng BBQ thịt rau củ quả. Một vỉ chiên sâu lao, một khay hướng rau. Tất cả đầy đủ và 9 phụ kiện. Và sau khi mà đã kiểm tra phụ kiện xong thì Thành được sẽ test chức năng của máy. Vì là bán cho anh thì là người quen, cũng ở gần đây, cái Phủ Lý Hà Nam cũng gần Thành được, cách khoảng đâu đó tầm chục km. Thì được test qua. Bật máy đang quay ngoài ánh sáng nên là nó sẽ hơi khó nhìn một chút. 40 độ C thấp nhất này. Nó sẽ có màn hiển thị LED rất là to nhé, với chiếc keyboard này. Người già trẻ nhỏ rất là dễ dùng. Xoay núi mà chọn. Nhiệt độ cao nhất lên đến 230 độ C và thấp nhất là 180 độ C. Cánh cửa trợ lực 3 lớp. Và cái điểm đặc biệt của hãng Kibo thì họ sẽ làm thêm một tấm nhựa Meca này nữa, ốp ở trên cái tay cửa kéo này. Nó sẽ vừa tăng thêm cái độ cứng cho tay cửa kéo và cũng sẽ có một số công thức nấu ăn ở trên cánh cửa này để mọi người tham khảo. Tất cả những cái phần tiếp xúc với thức ăn của chiếc Kibo KP-AF657 này thì đều là inox và kính cường lực chịu nhiệt, bản nề trợ lực. Màn hình LED cực to cực rõ. Những bác nào mà nhà có người già hay trẻ nhỏ thì dùng con Kibo này rất là dễ sử dụng. Phía trong lòng nọ đều là inox này. Mâm nhiệt xoắn này. Đèn chiếu sáng, trục quay đô ti. Và chiếc Kibo thì sẽ không có hai thanh nhiệt phía dưới. Thì nó sẽ dễ vệ sinh và cái lòng nọ nó sẽ rộng hơn. Thế còn những cái dòng mà có thêm hai thanh nhiệt thì nó có ưu điểm và nhược điểm của nó. Cái dòng đó thì sẽ dễ bị sinh ra khói và khó vệ sinh, cũng như lòng nò sẽ bị thu hẹp diện tích. Thế còn lật thì chúng ta chắc chắn là vẫn phải lật nó mới đều được. Thế vì hai thanh nhiệt dưới là hai thanh nhiệt bổ trợ, công suất của nó chỉ bằng 1/3 với cái thanh nhiệt kép mai so ở trên. Thế do đó là bắt buộc vẫn phải lật. Sau khi đã kiểm tra xong test chức năng máy đã chạy này, thì Thầy sẽ dán thêm một tem bảo hành ở phía sau. Ở phía sau máy này sẽ có mã QR code để tất cả các bác check hàng giả hàng nhái này. Và Thầy sẽ có thêm một cái tem bảo hành. Đây tem bảo hành nữa, đầy đủ địa chỉ số điện thoại để các bác có thể liên hệ. Bảo hành để hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, sửa chữa vân vân. Các bác tin tưởng, có nhu cầu sử dụng tin tưởng thì để lại địa chỉ số điện thoại. Thành được sẽ gửi hàng, nhận hàng, được kiểm tra, bật lên chạy thử, ok và thanh toán. Và nếu như các bác có ai cũng buôn bán trong ngành nghề điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, hay là hàng xóm láng giềng, có thợ sửa chữa thì có thể nhờ họ kiểm tra thẩm định máy. Thành được làm việc uy tín cho nên là rất là hoan nghênh anh em thợ trong ngành, trong nghề kiểm tra thẩm định chất lượng. Hiện tại cái chiếc Kibo KP-AF657 này Thành được đang xả sale nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để cam kết giá rẻ nhất so với sàn Shopee. Và các bác có thể check trên Google ở đâu bán rẻ, Thành được bán rẻ hơn. Cam kết bảo hành tại nhà, hỗ trợ trên 63 tỉnh thành. Hàng chất lượng, cái độ bền của máy hãng công bố là khẳng định luôn là tuổi thọ trên 5 năm. Và con này được bán 2 năm nay thì gần như là không có trường hợp bảo hành. Nỗi cực kỳ ít vì nó là dòng gia dụng là cao cấp, thay thế cho nó vi sóng, nó lướng, chảo rán. Dễ sử dụng, màn hình LED to, nhiệt độ cao, phân bố từ 40 đến 230 độ C, dễ vệ sinh. Toàn bộ vỏ đều là inox, lòng nó inox và tổng trọng lượng của máy và phụ kiện lên đến 12,1 kg. Công suất lên đến 1.800 W đun nấu rất là nhanh so với một số hãng khác. Và máy chạy cực kỳ êm. Mọi chi tiết liên hệ Thành được số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Miễn ship và tặng kèm 4 quà khuyến mãi gồm kéo cắt gà, bình xịt dầu, một đũa và 2 chiếc bật lửa. Đi kèm sẽ có thêm một catalog giấy bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên và dán trực tiếp đằng sau lồi một tem bảo hành. Tất cả đều có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để mọi người có thể liên hệ. Đây là hàng bãi thì được ngày xưa làm. Những năm 2019-2020 đã bắt đầu vào chuyên về nồi chiên không dầu. Những dòng kiểu cổ ngày xưa.
2020. Tờ này được in từ năm 2019 hay 2020. Cuối 2019 và đầu 2020. Những cái mẫu ngày xưa chỉ có rất là nhỏ, và hiện giờ những cái dòng nò cao cấp, hàng bãi, đồng hồ cơ cót cổ của Đức, của Pháp, đồng hồ, rồi thì máy móc, thiết bị, xe đạp, điều hòa, máy móc cầm tay, hàng nội địa Nhật, vân vân. Là một người thợ cho nên các bác có thể an tâm tuyệt đối về cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cũng như là chất lượng của máy và chế độ bảo hành bên Thành Đường. Am hiểu về máy móc và linh kiện thì sẽ hơn rất nhiều những người bán khác, cho nên các bác có thể an tâm tuyệt đối và Thành Đường làm việc với số lượng lớn. Còn những anh chị cửa hàng đại lý nào muốn liên kết với Thành Đường để làm đại lý hoặc là phân phối những sản phẩm như nồi chiên, đèn sưởi, máy phát, vân vân, thì có thể liên hệ trực tiếp qua số máy 0949873111, Zalo 0972802081, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Hàng chính hãng ở phía trước sẽ dập chữ lỗi Kibo, dập lỗi, và ở phía sau sẽ có mã QR code để tất cả các bác có thể check hàng giả, hàng nhái. Màn hình LED rất là to, sáng. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.